Xin kính chào toàn thể quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy Long sẽ dạy cho tất cả các em chúng ta cùng nhau học cách phân biệt từ ghép từ lấy dế lẫn lộn ở bộ môn tiếng Việt lớp 4. Trước khi vào bài mới, thầy mong tất cả các quý vị phụ huynh và các em hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất từ thầy Long tải lên nhé. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, thầy sẽ hỏi tất cả các em chúng ta cùng nhắc lại thế nào là từ ghép. Thầy có khái niệm như sau: từ ghép là từ do hai hoặc nhiều tiếng có nghĩa ghép lại tạo thành nghĩa chung. Và ở từ ghép này, thầy sẽ phân loại từ ghép ra thành hai loại, đó là từ ghép có nghĩa tổng hợp và từ ghép có nghĩa phân loại. Thầy sẽ nói khái niệm như sau: từ ghép có nghĩa tổng hợp là từ ghép mà nghĩa của nó biểu thị những loại rộng hơn, lớn hơn, khái quát hơn so với nghĩa các tiếng trong từ. Còn từ ghép phân loại thường gồm có hai tiếng, trong đó có một tiếng chỉ loại lớn và một tiếng có tác dụng chia loại lớn đó thành loại nhỏ hơn. Ở hai dạng này, thầy sẽ không lấy ví dụ vì ví dụ có trong sách giáo khoa rất nhiều, các con có thể mở lại và xem lại. Thầy có một số lưu ý về từ ghép các con chú ý quan sát này. Lưu ý, các tiếng trong từ ghép tổng hợp thường cùng một loại nghĩa, cùng danh từ và cùng động từ. Còn các từ như treo béo, bổ nhìn, bổ kết, ánh ương, mồ hôi, bổ hóng, axit, cà phê, ô tô, mô tô, radio có thể được cho là từ ghép theo định nghĩa hoặc từ đơn. Tuy có hai tiếng trở lên nhưng các tiếng đó phải gộp lại mới có nghĩa, còn từng tiếng tách rời thì không có nghĩa. Những trường hợp này người ta gọi là từ đơn đa âm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thế nào là từ lấy. Thì có khái niệm như sau: phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần hoặc cả âm đầu âm vần giống nhau, đó là các từ lấy. Căn cứ vào các bộ phận được lặp lại, người ta chia từ lấy thành 4 kiểu: lấy tiếng, lấy vần, lấy âm, lấy cả âm và vần. Căn cứ vào số lượng tiếng được lặp lại, người ta chia thành 3 dạng từ lấy: lấy đôi, lấy ba và lấy tư. Bây giờ thầy sẽ dạy cho các con theo các kiểu về từ lấy. Có hai kiểu, đó là từ lấy tượng thanh và từ lấy tượng hình. Các con cùng quan sát nào. Về từ lấy tượng thanh, khái niệm là từ lấy mô phỏng gợi tả âm thanh trong thực tế, mô phỏng tiếng người, tiếng của loài vật, tiếng của động vật. Thầy có các ví dụ: rì rào, thì thầm, ồn ào. Từ tượng hình, thầy có khái niệm như sau: là từ lấy gợi tả hình ảnh, hình dáng của người, của vật, gợi tả màu sắc, mùi vị. Thì có ví dụ về gợi tả dáng dấp có các từ lênh khênh, lè tè, tập tễnh. Gợi tả về màu sắc, chom chót, sặc sỡ, lấp lánh. Gợi tả về mùi vị, thoang thoảng, nồng nàn, ngào ngạt. Các con hãy lưu ý những phần về từ lấy như sau: một số từ vừa có nghĩa trong tượng hình mà lại vừa có nghĩa trong tượng thanh, tùy vào văn cảnh mà chúng ta xếp vào nhóm nào. Thì có ví dụ: làm ào ào, ào ào là từ tượng hình; thổi ào ào là từ tượng thanh. Trong thực tế vẫn tồn tại những từ tượng thanh và từ tượng hình không phải là từ lấy. Tuy nhiên ở cấp bậc phạm vi tiểu học của chúng ta, thầy sẽ không đề cập tới các từ này. Thầy có ví dụ: bốp có nghĩa là tiếng tát, bộp có nghĩa là tiếng mưa rơi, khoắn chỉ độ sâu, vút chỉ độ cao. Nghĩa của từ lấy rất phong phú, cũng như từ ghép, chúng có cả nghĩa khái quát và nghĩa tổng hợp, nghĩa phân loại. Ví dụ: làm lụng, máy móc, chim chóc có nghĩa tổng hợp; nhỏ nhen, nhỏ nhắn, xấu xa, xấu xí có nghĩa phân loại. Tuy nhiên ở tiểu học thường đề cập đến mấy dạng cơ bản sau, các con chú ý cùng quan sát. Diễn tả sự giảm nhẹ của tính chất so với nghĩa của từ hay tiếng gốc. Thầy có từ ví dụ: đo đỏ. Đo đỏ là chỉ màu sắc nhỏ hơn màu đỏ. Nhẹ nhẹ chỉ hành động nhẹ hơn nhẹ. Diễn tả sự tăng lên mạnh mẽ của tính chất. Sạch xanh xanh, lớn hơn sạch. Diễn tả sự lặp đi lặp lại của các động tác, khiến cho từ lấy có giá trị gợi hình cụ thể. Thầy có ví dụ: gật gật, rung rung, cười cười, nói nói. Diễn tả sự dứt đoạn, không liên tục nhưng tuần hoàn. Thầy có ví dụ: lấp ló, lấp lòe, bập bùng,
nhấp nhô, phập phồng, diễn tả tính chất đạt đến mức độ chuẩn mực không thể nào che được. Thầy có các ví dụ nhỏ nhắn, xinh xắn, tươi tắn, ngay ngắn, vuông vắn, tròn tràn. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua phần cách phân biệt từ ghép từ láy dế lẫn lộn ở tiếng Việt lớp 4. Thầy có 6 chú ý như sau, các con hãy cùng nhau quan sát. Thứ nhất, nếu các tiếng trong từ có cả quan hệ về nghĩa và quan hệ về âm thanh thì ta xếp vào nhóm từ ghép. Thầy có ví dụ như sau: thung mũng, tươi tốt, đi đứng, mặt mũi, phẳng lặng, mơ mộng, buôn bán, nhỏ nhẹ, hốt hoảng. Chú ý thứ hai, nếu các từ chỉ còn một tiếng có nghĩa, còn một tiếng đã mất nghĩa, nhưng hai tiếng không có quan hệ về âm thì ta xếp vào từ ghép. Các con hãy chú ý các từ xe cộ. Thầy tách ra từ xe và từ cộ. Từ xe thứ nhất có nghĩa là xe, từ cộ thứ hai không có nghĩa, nhưng hai tiếng này không có quan hệ về âm thanh, cho nên chúng ta sẽ xếp vào nhóm từ ghép: treo pheo, gà qué và chợ búa. Chú ý thứ ba, nếu các từ chỉ có một tiếng có nghĩa, còn một tiếng đã mất nghĩa, nhưng hai tiếng có quan hệ về âm thì chúng ta xếp vào nhóm từ láy. Thầy có ví dụ như từ đất đai. Chúng ta phân tích ra, từ đất tiếng thứ nhất có nghĩa, từ đai tiếng thứ hai không có nghĩa, nhưng hai tiếng này đều có quan hệ về âm đờ, cho nên chúng ta xếp vào nhóm từ láy. Và còn chú ý 4, các từ không xác định được hành vị gốc tiếng gốc nhưng có quan hệ về âm thì đều xếp vào lớp từ láy. Thầy có ví dụ nhí nhảnh, bâng khuâng, dí dỏm, chôm chôm, thằn lằn, chích chòe. Chú ý thứ năm, các từ có một tiếng có, các từ có tiếng có nghĩa và một tiếng không có nghĩa, nhưng các tiếng trong từ được biểu hiện trên chữ viết không có phụ âm đầu thì cũng xếp vào nhóm từ láy. Ở đây láy vắng khuyết phụ âm đầu, thầy có các ví dụ như ồn ào, ầm ĩ, ấm áp, im ắng, ao ước, yếu ớt. Và chú ý cuối cùng, các từ có một tiếng có nghĩa và một tiếng không có nghĩa có phụ âm đầu được ghi bằng những con chữ khác nhau nhưng có cùng cách đọc: cờ, ngờ, gờ cũng được xếp vào các nhóm từ láy. Thầy có ví dụ từ cuống quýt, cú ký, ngốc nghếch, gồ ghề. Các con chú ý 6 quan sát này. Các con quan sát về 6 chú ý này để ghi nhớ và biết cách phân biệt thế nào là từ ghép, thế nào là từ láy. Như vậy, thầy Long đã dạy cho tất cả các con chúng ta cùng nhau học bài cách phân biệt từ ghép và từ láy. Các con nhớ về học bài nhé và làm bài tập vận dụng. Thầy chúc tất cả các con chúng ta cùng nhau học tốt bài này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo.